Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với Top Sofa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Vào tối ngày hôm qua thì lễ trao giải Kim Ưng 2020 đã được diễn ra với quy mô hoành tráng, nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Người hâm mộ dồn sự chú ý dành cho các nghệ sĩ đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Đào, Victoria Tống Thiến, Vũ Nhất Bác, Ngô Thư Hân vân vân khi họ chiếm sóng Weibo với những hình ảnh đẹp lung linh do studio đăng tải. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác khi cùng tham gia phỏng vấn tại thảm đỏ sự kiện, nhan sắc của các nghệ sĩ lại khiến nhiều người thất vọng. Sau cơn mưa lời chê bai tràn ngập khắp các diễn đàn và mạng xã hội với hình ảnh nữ thần Kim Ưng thảm họa, Victoria Tống Thiến tái xuất với hình ảnh dịu dàng hơn, tuy nhiên vẫn bị chê là xến. Diện đầm bồng bềnh khoe vai trần gợi cảm cùng vòng eo con kiến, Tống Thiến đã khéo léo đập tan nghi vấn phát tướng và Victoria đã gỡ gạc được phần nào hình ảnh sau khi tạo hình thảm họa tại sự kiện mở màn ngày hôm thứ Sáu. Tuy nhiên thì thực tế với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa thì cô lộ nhan sắc kém lung linh không ảo diệu so với ảnh đã được Photoshop chỉnh chu. Victoria khiến nhiều người thất vọng với hình ảnh quá dư, kiểu tóc khiến cho cô nàng như già đi nhiều tuổi, nhan sắc của nữ thần Kim Ưng kém phần rạng rỡ và trẻ trung. Tạo hình của Ngô Thư Hân trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên hóa thân thành nàng công chúa trong truyện cổ tích với thiết kế màu hồng, đính nơ bản to phía sau lưng. Kết hợp với trang phục là mẫu giày cao gót tông trắng cùng nơ bản to gam đen, kiểu trang phục cúp ngực tôn lên phần xương quai xanh gợi cảm của nữ diễn viên. Còn đối với ảnh chưa qua chỉnh sửa thì thánh lố Ngô Thư Hân vẫn nhận được rất nhiều lời khen với hình ảnh dịu dàng và ngọt ngào. Vũ Nhất Bác hóa bạch mã hoàng tử với bộ đồ gam trắng đen, nam diễn viên chọn kiểu dáng áo khoác cách điệu phối sơ mi trắng. Với những bức hình chưa qua chỉnh sửa thì gương mặt của Vũ Nhất Bác lại bị nhận xét là sưng phù. Lý Dịch Phong bảnh bao và điển trai xuất sắc qua những bức hình đã được Photoshop kỹ càng. Đã lâu lắm rồi anh chàng chưa tham dự sự kiện lớn trong làng giải trí, chính vì vậy các fan đều rất trông chờ vào hình ảnh lần này của Lý Dịch Phong. Còn đối với những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa thì nam thần một thời Lý Dịch Phong lại lộ dấu hiệu mệt mỏi, thâm quầng mắt lộ rõ. Nàng A Châu Lưu Đào gợi cảm và sang trọng với đầm đen tuyền lấp lánh. Bao năm qua thì nhan sắc của Lưu Đào vẫn rất xuất sắc, hách tuổi thần sầu cùng thần thái không hề bị mai một. Khi nhìn qua những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa thì ngôi sao nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù rằng mỹ nhân lớn hơn đàn em nhiều tuổi nhưng so về nhan sắc và thần thái, người đẹp hoàn toàn lấn lướt. Dù đã 35 tuổi nhưng nữ ca sĩ Châu Bút Sướng vẫn giữ được làn da đẹp không tì vết. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.